Em cũng xin giới thiệu một đôi chút về bản thân mình. Có lẽ cũng có nhiều anh chị ở đây chưa biết Nhật Hà là ai. Em xin tự giới thiệu em là Đỗ Nhật Hà, là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2019. Trước tiên mình phải nói là em là hoa hậu chuyển giới của Việt Nam, xứng đáng chứ không cần phải giới thiệu cái kia. Em là giải cao nhất mà, đúng không, năm thứ hai? Dạ vâng. Thì đó cũng là một trong những cái may mắn của em, và hơn hết là em được sự ủng hộ rất là nhiều từ các bạn trong cộng đồng, và hơn hết là sự nhìn nhận của xã hội về những thành công của em đã đạt được trong thời gian qua. Và ngày hôm nay có mặt trong lễ cưới ngày lễ cưới tập thể của cộng đồng LGBT thì bản thân Nhật Hà rất là vui và lấy làm vinh dự. Và hơn hết là cảm thấy một cái cảm giác đó chính là mình thật sự biết ơn đến những người đã tạo ra những cái hoạt động thật sự ý nghĩa cho cộng đồng này, và cảm ơn tất cả các bạn đã dám mạnh dạn sống thật với bản thân mình, sống thật với hạnh phúc của mình và đấu tranh tìm lấy hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin được cảm ơn chia sẻ của Đỗ Nhật Hà. Và thực sự thì khi mà tôi muốn gọi tên bạn, tôi chỉ muốn gọi bạn là Hoa hậu Đỗ Nhật Hà thôi, chứ tôi cũng chẳng muốn phải có thêm một cái đi kèm vào gì cả. Bởi vì với quốc bình, và mình nghĩ rằng với rất nhiều người nữa, chúng ta không phân biệt, mà chúng ta chỉ cần biết rằng là người đó là cô A, cô B, anh C. Ví dụ như ngày hôm nay thì tất cả là cô dâu chú rể, chứ chúng ta không cần phân biệt gì hết, đúng không? Và thêm một lần nữa, chúng ta hãy dành tặng cho tất cả chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, những người đã đến đây đã ủng hộ cho LGBT, những tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn Hà nhiều nhé. Và chúc em sẽ càng ngày có nhiều hoạt động hiệu quả hơn nữa để khẳng định mình. Có lẽ là việc lên sân khấu thì nó hơi đường đột một tí, nhưng mà cũng không muốn làm quý vị mất vui, thì Nhật Hà xin phép được gửi lên quý vị một đoạn nhỏ ca khúc mà mình rất yêu thích, ca khúc Anh Ơi Ở Lại. Hát chay quý vị chịu khó lắng nghe lúc nào. Xuất hiện hơi thật thiệt nên là có thể gây một chút gì đấy nó hơi lấn cấn, bởi vì lắng nghe cả khúc Anh Ơi Ở Lại giúp Hà với ạ. Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau, tại vì thơ ngây bao nhiêu lần yêu thơ nát nữa rồi, tại vì hôm nay anh đưa chia cô đã làm trái tim em có không phòng, mà cô không chỉ có khi mưa vừa tan anh cũng rời đi khi anh hết yêu, vì sợ cô đơn nên em mặc kệ anh đúng sai, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai, chỉ cầu xin anh em đang rất đau và đừng làm mất em. Người mà trái tim không cường thì vẫn cô đơn vậy thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và hy vọng rằng là có một dịp nào đó có sự chuẩn bị đầy đủ, chúng ta sẽ được nghe giọng của Hà cùng với âm nhạc để có một cái buổi diễn trọng vẹn nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều ạ. Trời ơi, từ nãy đến giờ mà Quốc Bình kêu gọi là